Hello, xin chào tất cả các anh chị. Nếu sắp tới lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm thì những cái bất động sản nào sẽ tăng giá, hoặc những cái bất động sản nào sẽ không nên bán? Rất nhiều anh chị đang nằm trong những cơn hoảng loạn, rất nhiều anh chị đang sợ hãi, rất nhiều anh chị nói đến bất động sản là đau đầu và muốn thoát bỏ chạy. Vậy thì nhiệm vụ của anh em mình nếu đang còn tiền hoặc dám dùng đòn bẩy thời tài chính trong thời điểm này không? Đó là những cái câu hỏi của những người dám chơi, dám chịu, dám làm, dám đầu tư và dám thật sự đầu tư. Rất nhiều anh chị chúng ta không muốn thay đổi những cái áp lực lên trên vai. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua đã nhiều anh chị không quản trị được cảm xúc, quản trị được lòng tham, đã rơi vào một ma trận của chu kỳ tăng giá. Vậy thì nhiệm vụ của nhiều anh chị rằng là làm sao để biết được cái chu kỳ nào nên vào bất động sản, hay là chúng ta đoán sau nói sau. Thường cái bất động sản nó sẽ xuống khi đỉnh điểm của lãi suất ngân hàng. Đấy là đỉnh của lãi suất ngân hàng thì lúc đấy là bất động sản sẽ xuống. Nhưng bây giờ trong thời gian vừa qua đã 4 lần bất lãi suất ngân hàng xuống như vậy, và sắp tới nếu xuống thì những cái tài sản bất động sản nào sẽ được nhiều nhà đầu tư quan tâm, hoặc anh chị nào đáng cầm cái bất động sản nào mà muốn bán hoặc muốn thoát hàng thì không biết là cái bất động sản nào tốt, hoặc không biết là cái bất động sản nào nên thoát hàng và rơi vào gọi là cái suy nghĩ luẩn quẩn mà trong lúc mình đang nợ. Thật ra trong đầu tư không có ai không nợ, nói về bất động sản. Nên nếu anh chị đang còn nợ thì cái việc đấy là đáng còn cần phải cố gắng, đáng còn có cơ hội để phát triển và cơ hội để nhận tài sản. Tại sao thời điểm gần đây Đình nói rất nhiều về cái việc đầu tư lại bất động sản, cũng như rất nhiều về cái việc nên chọn loại bất động sản nào để đầu tư trong thời gian tới? Vì Đình thường chia sẻ những cái mà nó chưa diễn ra, sắp diễn ra và ở một cái giai đoạn sắp tới gần hoặc xa, trong vòng chỉ 6 tháng hoặc 1 năm là cùng. Hẳn anh chị còn nhớ vào 2013, tức là một cái chu kỳ của bất động sản. Thường anh chị để 2007-2008 là một trong những chu kỳ của chứng khoán bất động sản. Những 11, 12, 13 lại đứng lại, và 2013, 14, 15 bắt đầu tiếp tục lên, đến 16, 17, 18 tăng ở nhiều khu vực khác nhau. Và hẳn anh chị còn nhớ cái thời điểm đấy, 17, 18 là cái thời điểm đỉnh điểm của bất động sản Đà Nẵng, Phú Quốc. Những cái thời điểm vừa qua là Đà Nẵng và Phú Quốc 3, 4, 5 gần đấy không hề tăng giá, Nha Trang cũng vậy. Thì cái việc là lý do gì? Cái lý do thứ nhất, đấy là cái thời gian trước nó là tăng rất là nhanh. Lý do thứ hai, đó là trong thời gian dịch vừa qua thì hầu như người ta không đi du lịch, mà ba thị trường đấy đều liên quan đến cái việc du lịch và biển và cái khách sạn. Đó là lý do thời gian vừa qua nó không tăng giá. Những cái chu kỳ bất động sản là 10 năm. Nhưng chính vì vậy những cái bất động sản vùng ven trong cái thời gian vừa qua, anh chị cứ nhớ lại mà xem, nó tăng một cách quá kinh khủng trong thời điểm vừa qua. Vì vậy nhiều anh chị đang mắc kẹt như vậy. Vậy đấy là câu hỏi của anh em mình, là nếu lãi suất ngân hàng nó xuống thì ta nên chọn cái loại bất động sản nào, và tại sao anh lại không nói vào trọng tâm đấy mà anh phải nói vòng vo như vậy? Có những cái tin nhắn người ta sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng mình chia sẻ một điều, không có ai cũng hiểu được cái việc là đã trải qua cái chu kỳ của 10 năm và định hình được cái vùng nào là vùng bất động sản đã từng có lịch sử tăng giá như thế nào. Vào 2013, 14, 15 ở Sài Gòn, đặc biệt là quận 12, cả một dãy nhà, nhà nào cũng bán bất động sản, nhà nào cũng tréo biển bán nhà. Cái thời điểm đấy Đình đã có may mắn được tham gia vào thị trường bất động sản như vậy. Có một số câu hỏi thì Đình sẽ xin trả lời. Có nhiều bất động sản đã như vậy thì Đình muốn chia sẻ lại cho anh chị rằng
hãy nhớ lại những bến cạnh nhà mình, hãy nhớ lại những cái kỷ niệm của những người bạn nó kể, hãy nhớ lại những cái thời điểm trước, chu kỳ trước bất động sản đứng mà nhiều người đáng hoảng loạn. Nhưng mà sau cái thời điểm mình vào 2014-15 thì ở Đà Nẵng là bất động sản nhấn lên đến 16 là từ 3 tỷ 4 đến 6 tỷ 8 mà sau đấy lên 50 tỷ. Vậy thì bây giờ chúng ta nên tìm cái loại bất động sản nào trong thời gian tới nếu lãi suất ngân hàng xuống? Thì với chia sẻ của Đình, cái thứ nhất là nên tìm những cái bất động sản đất nền gần các khu công nghiệp hoặc gần thành phố lớn, tuyệt đối không được tìm ở khu vực nông thôn. Đất nền nhưng mà phải biết định giá, phải biết xác định tiềm năng của cái bất động sản đấy. Cái thứ hai là những cái bất động sản nằm ngay khu công nghiệp có thể cho thuê được. Cái thứ ba là những cái bất động sản nằm ở các vùng ven của thành phố như Hồ Chí Minh và Hà Nội, bởi vì thời gian dịch vừa qua ở những cái vùng ven mà đặc biệt là ở trong những cái thành phố lớn là không quá nhiều tăng giá, mà các tỉnh lẻ mới là tăng giá nhiều. Vì khi đấy một làn sóng đổ về quê thì cái tỷ lệ ở những tỉnh nghèo nó tăng, cái tỉnh mới lệ thị trường mới nổi nó tăng rất là nhanh, và sau đấy thì nó đã quá giá nhu cầu sử dụng thật. Nhưng bây giờ ở cái nhu cầu lại quay về ở các cái thành phố lớn để làm việc và quay về một cái cuộc sống bình thường, các nhà đầu tư lại đưa tiền về thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Tân ở khu vực miền Nam. Đó là những cái mà mình muốn chia sẻ. Theo anh chị chọn cái loại bất động sản nào thì vẫn là phải phù hợp với tài chính của mình, nhưng với quan niệm cá nhân của Đình, chia sẻ theo cá nhân bản thân Đình, thì anh chị xem lại những cái lịch sử và nên đặt một câu hỏi để tìm cho mình một cái hướng để chúng ta đi trước khi nhà nhà đáng sợ bất động sản. Còn khi nhà nhà mà đã lão vào rồi thì thường Đình sẽ tránh, hoặc Đình sẽ không vào, và Đình thường sẽ đi ngược và chia sẻ ngược. Như vậy tất cả những cái chia sẻ này là thuộc cá nhân của Đình, Đình không nói ai đúng ai sai, nên anh chị nào muốn áp dụng như thế nào làm sao cho phù hợp. Và qua những cái chia sẻ rất là tuyệt vời, cảm ơn rất là nhiều anh chị. Nếu anh chị nào mà thấy những cái chia sẻ này nó hay, có thể chia sẻ cái livestream này để những người bạn tuyệt vời nhất của anh chị. Chúc tất cả các anh chị tìm cho mình những cái khu vực cơ hội đầu tư tuyệt vời nhất.